quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. 7 người Israel đã bị bắt vì tình nghi hoạt động gián điệp cho Iran sau khi thực hiện hàng trăm nhiệm vụ cho Tehran. Các nghi phạm đều là cư dân Do Thái ở thành phố Haifa của Israel và phía bắc quốc gia này, bị cáo buộc chụp ảnh và thu thập thông tin về các căn cứ, cơ sở của lực lượng phòng vệ Israel IDF, bao gồm trụ sở quốc phòng Kiria ở Tel Aviv, các căn cứ không quân Nevatim và Ramat David, cũng như những địa điểm đặt hệ thống phòng thủ vòm sắt Iron Dome. Căn cứ Nevatim là mục tiêu trong cả hai cuộc tấn công bằng tên lửa do Iran triển khai trong năm nay, trong khi căn cứ Ramat David là mục tiêu tấn công của phong trào Hezbollah ở Liban. Time of Israel ngày 21 tháng 10 thông tin, các nghi phạm cũng vướng cáo buộc nhận bản đồ liên quan tới các địa điểm chiến lược của Israel, bao gồm cả căn cứ huấn luyện quân sự Golani từng bị phong trào Hezbollah tấn công bằng máy bay không người lái hồi đầu tháng này, khiến 4 binh sĩ thiệt mạng và 58 trường hợp bị thương. Các công tố viên cho biết, một số nghi phạm đã làm gián điệp cho Iran trong 2 năm. Lực lượng cảnh sát cùng điều tra viên thuộc cơ quan tình báo Sinbad phát hiện các nghi phạm đã thực hiện một loạt nhiệm vụ khác nhau cho các cơ quan tình báo Iran. Đổi lại, các nghi phạm được trả số tiền lên đến hàng trăm nghìn đô la Mỹ. Vụ việc được đánh giá là một trong những vụ án nghiêm trọng nhất được điều tra trong những năm gần đây. Dự kiến các nghi phạm sẽ bị truy tố về tội danh vi phạm an ninh vào ngày 25 tháng 10 và có thể bị giam giữ đến khi các thủ tục pháp lý được hoàn tất. Liên quan đến cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hezbollah, đặc phái viên Mỹ Amos Hochstein nhận định, cam kết của Liban và Israel về việc thực hiện nghị quyết 1701 của Liên Hợp Quốc là không đủ và Mỹ đang nỗ lực tìm kiếm một giải pháp để chấm dứt hoàn toàn xung đột. Ông Amos Hochstein phát biểu sau cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Liban Nabih Berri, việc gắn kết tương lai của Liban với các cuộc xung đột khác trong khu vực không phải là lợi ích của người dân Liban, đồng thời khẳng định Mỹ muốn chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt. Nghị quyết 1701 của Liên Hợp Quốc nhằm chấm dứt xung đột giữa Israel và Hezbollah vào năm 2006, kêu gọi Israel và phong trào Hezbollah rút lực lượng và khí tài quân sự khỏi khu vực miền Nam Liban. Trên thực tế, nghị quyết này phần lớn không được thực thi kể từ khi được thông qua vào năm 2006. Hezbollah vẫn tiếp tục tích trữ vũ khí và gia tăng năng lực phòng thủ, trong khi các lực lượng gìn giữ hòa bình UNIFIL của Liên Hợp Quốc và lực lượng vũ trang Liban đều muốn tránh những cuộc đối đầu với phong trào do Iran hậu thuẫn. Ngày 21 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin xác nhận, quân đội Mỹ đã nhanh chóng chuyển hệ thống tên lửa tiên tiến Thaad tới Israel và hệ thống này đã được đưa vào sử dụng. Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối Thaad là một phần quan trọng trong hệ thống phòng không nhiều lớp của quân đội Mỹ. Một khi được triển khai, hệ thống này sẽ bổ sung thêm cho hệ thống phòng thủ tên lửa vốn đã rất mạnh mẽ của Israel. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, Mỹ có khả năng đưa Thaad vào hoạt động rất nhanh chóng và đang đạt được tiến độ như mong đợi. Tổng thống Joe Biden cho biết, việc triển khai Thaad cùng với khoảng 100 binh sĩ Mỹ là nhằm giúp bảo vệ Israel. Quốc gia Trung Đông này đang cân nhắc khả năng trả đũa Iran sau khi nước này bắn hơn 180 tên lửa vào Israel hôm 1 tháng 10. Mỹ cũng đang hối thúc Israel điều chỉnh phản ứng để tránh gây ra một cuộc chiến rộng lớn hơn ở Trung Đông. Tổng thống Joe Biden đã công khai phản đối các cuộc tấn công của Israel vào các địa điểm hạt nhân cũng như cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran. Khi được hỏi về vấn đề này, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cho biết, thật khó để nói chính xác cuộc tấn công của Israel như thế nào và cuối cùng thì đó vẫn là quyết định của Israel. Tuy nhiên, Mỹ sẽ tiếp tục làm mọi thứ có thể để giảm bớt căng thẳng và hy vọng cả hai bên sẽ bắt đầu hạ nhiệt. Tối 20 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã thông báo kêu gọi người dân ở Liban nhanh chóng rời xa khu vực tòa nhà văn phòng quanh Al-Qad Al-Hassan, tổ chức bị cáo buộc tài trợ cho phong trào Hezbollah, vì IDF sẽ sớm tấn công vào tòa nhà này. Trong một thông báo được phát trên truyền hình, người phát ngôn IDF Daniel Hagari cho biết Israel sẽ tấn công vào một số địa điểm trong vài giờ tới và nhiều địa điểm khác trong đêm nay. Truyền thông nhà nước Liban sau đó xác nhận Israel đã tiến hành 4 cuộc không kích vào vùng ngoại ô phía nam Beirut trong ngày 20 tháng 10, trong đó có ít nhất 3 chi nhánh của Al-Qad Al-Hassan bị nhắm làm mục tiêu tấn công. Theo báo Inet News, Al-Qad Al-Hassan được Hezbollah sử dụng như giải pháp thay thế cho hệ thống ngân hàng của Liban và đã góp phần trong việc xây dựng đế chế Hezbollah tại quốc gia Trung Đông này. Mặc dù được thành lập với tư cách là hiệp hội để hỗ trợ tài chính cho các gia đình gặp khó khăn, Al-Qad Al-Hassan đã trở thành một ngân hàng theo đúng nghĩa của từ này. Được thành lập vào năm 1982, Al-Qad Al-Hassan tuyên bố sứ mệnh của mình là cung cấp các khoản vay cho tất cả mọi người, bất kể tôn giáo hay dân tộc, để cải thiện sự gắn kết và hợp tác xã hội với nhiều chi nhánh trải rộng khắp cả nước để tiết kiệm thời gian đi lại. Ngân hàng này nắm giữ lượng vàng ước tính lên tới hàng tấn, phần lớn là từ đồ trang sức
được thế chấp để vay vốn và đã cho vay hơn 500 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Theo thời gian, ngân hàng này bị cáo buộc đã trở thành công cụ rửa tiền chính của Hezbollah. Ankat al-Hassan là tổ chức tài chính bị Mỹ, Israel và Ả Rập Saudi đưa vào danh sách khủng bố. Ở một diễn biến liên quan tình hình Trung Đông, hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, quân đội nước này đã nhanh chóng triển khai hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối THAAD tiên tiến của nước này đến Israel và hiện đưa vào vị trí. Trả lời báo giới trước khi đặt chân đến Ukraine vào ngày 21 tháng 10, ông Austin nói rằng chúng tôi có khả năng đưa hệ thống này vào hoạt động rất nhanh chóng và chúng tôi đang đạt được kỳ vọng của mình, song từ chối tiết lộ hệ thống này đã sẵn sàng hoạt động hay chưa. Trong khi đó, cũng trong ngày 20 tháng 10, Ngoại trưởng Israel cho biết ông đã ra lệnh tiến hành thủ tục pháp lý để kiện Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sau khi Paris ra lệnh cấm các công ty của quốc gia Trung Đông trưng bày sản phẩm tại một triển lãm hải quân sắp diễn ra từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 11 tới. Quyết định của Pháp cho phép tham dự nhưng không trưng bày sản phẩm tại hội chợ Euronaval sẽ ảnh hưởng tới 7 công ty của Israel. Đây là hành động mới nhất trong hoạt động của chính phủ Pháp phản đối các hành vi của Israel tác động tới dân thường trong cuộc xung đột ở dải Gaza và Liban. Văn phòng truyền thông của chính quyền Gaza do Hamas điều hành cho biết ít nhất 73 người Palestine đã thiệt mạng vào ngày 19 tháng 10 trước đó do vụ đánh bom của Israel tại thị trấn Beit Lahia ở phía bắc dải Gaza. Theo tuyên bố, quân đội Israel đã ném bom một số khu dân cư ở Beit Lahia, khiến cho hàng chục người khác bị thương hoặc mất tích, phần lớn là trẻ em và phụ nữ. Hamas cho rằng Israel, chính quyền Mỹ và một số nước châu Âu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn khi tội ác này tiếp diễn. Hiện chưa có bình luận nào từ phía Israel về vụ tấn công trên. Theo các nguồn tin của Nga, tiêm kích Su-57 phát hiện vị trí hệ thống phòng không Ukraine ở khu vực phía Nam và đã tiến hành tập kích từ bên ngoài biển. Các nguồn tin của Nga ngày 19 tháng 10 cho hay, tiêm kích Su-57 đã phá hủy một số hệ thống tên lửa phòng không MiM-23 Hawk do Mỹ sản xuất và cung cấp cho Ukraine. Cuộc công kích được tiến hành vào sáng sớm ngày 19 tháng 10 ở phía Nam Ukraine. Kênh Telegram Fighter Bomber được cho là có mối quan hệ với không quân Nga xác nhận Su-57 đã tham gia tấn công nhưng không nêu địa điểm cụ thể. Trong khi đó, trang tin Aviapro nói rằng Su-57 đã nhắm vào các hệ thống MiM-23 Hawk gần Odessa. Các thông tin ban đầu cho thấy quân đội Ukraine triển khai các tổ hợp phòng không Hawk là lỗi thời để bảo vệ tàu hàng ở cảng Odessa. Bất chấp những nỗ lực tăng cường hệ thống phòng không trong khu vực, các vị trí của Ukraine vẫn bị phát hiện và bị máy bay chiến đấu của Nga tấn công từ ngoài biển. Cuộc không kích được cho là đã phá hủy ít nhất 2 bệ phóng MiM-23 và một trạm chỉ huy AN-MSV-9PCP gây hỏa hoạn. MiM-23 Hawk là hệ thống tên lửa đất đối không được Mỹ sử dụng từ những năm 1960. Hệ thống này được thiết kế để tiêu diệt máy bay địch ở độ cao tầm trung. Hawk đã trải qua nhiều lần nâng cấp để duy trì hiệu quả trong bối cảnh phòng không luôn luôn thay đổi. Các thành phần chính của hệ thống Hawk này bao gồm radar AN-MPQ-50 để cảnh báo sớm và thu thập mục tiêu và radar điều khiển hỏa lực AN-MPQ-46. MiM-23B, một biến thể cải tiến của MiM-23A, ban đầu có tầm bắn tối đa 40 km và có thể đạt tới tốc độ cao lên tới 18 km. Tên lửa của hệ thống nặng khoảng 590 kg, mang đầu đạn 75 kg và có khả năng tiêu diệt máy bay ném bom, máy bay nhỏ hơn và trực thăng. Tên lửa có thể đạt tốc độ lên tới Mach 2,4, tương đương với 2.940 km/h. Hoặc là hệ thống bán di động cho phép triển khai và di rời nhanh chóng, nhưng chúng dựa vào một trung tâm điều khiển phức tạp. Mặc dù được nâng cấp, MiM-23 Hawk ngày càng lỗi thời, đặc biệt là so với các máy bay chiến đấu hiện đại như Su-57 của Nga. Su-57 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5, có nhiều ưu điểm khiến cho các hệ thống đã cũ như Hawk khó có thể đối phó hiệu quả. Trong những vượt trội của Su-57 là công nghệ tàng hình giúp giảm đáng kể tín hiệu radar của nó. Các radar của MiM-23 Hawk vốn được thiết kế cho các hệ thống máy bay cũ có tiết diện radar lớn hơn. Chúng gặp khó khăn trong việc phát hiện và theo dõi Su-57 ở khoảng cách an toàn. Hơn nữa, Su-57 được trang bị tên lửa không đối đất tiên tiến như KH-59, có thể phóng từ khoảng cách xa hơn nhiều so với phạm vi đánh chặn của Hawk. KH-59 có tầm bắn lên tới 290 km và bay ở độ cao thấp và tầm tấn công mục tiêu tới độ chính xác cao, khiến MiM-23 Hawk
trở thành mục tiêu dễ dàng vì nó không được thiết kế để đánh chặn các tên lửa bay thấp và có tốc độ cao như vậy. SU-57 có sở hữu hệ thống tác chiến điện tử EW hiện đại, có khả năng gây nhiễu radar, khiến Hawk khó phát hiện và phản ứng kịp thời. Kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022, Ukraine đã nhận được một số hệ thống phòng không MiG-23 Hawk, chủ yếu từ Tây Ban Nha và Mỹ. Tây Ban Nha đã chuyển giao tổng cộng 12 bệ phóng Hawk, đủ để trang bị cho 2 đơn vị phòng không tầm trung, còn Mỹ mua và chuyển giao cho Ukraine các hệ thống Hawk đã ngừng hoạt động. Các quốc gia khác đóng góp bằng cách hỗ trợ kỹ thuật và tạo điều kiện tân trang và vận chuyển các hệ thống Hawk cho Ukraine. Khi hỏi về xung đột ở Ukraine kết thúc, quân đội Nga sẽ mạnh hơn hiện nay vì đang học hỏi trở nên tinh nhuệ hơn. Trên đây là lời nhận định của Tổng tư lệnh các lực lượng đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở châu Âu, đồng thời là người đứng đầu Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ, tướng Christopher Cavoli, trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Der Spiegel. Ông Cavoli nói rõ, khi cuộc xung đột ở Ukraine kết thúc, dù thế nào đi nữa, quân đội Nga sẽ mạnh mẽ hơn ngày nay. Họ đang học hỏi, cải tiến, áp dụng kinh nghiệm thu được trong chiến đấu. Tướng Mỹ cảnh báo, các binh sĩ này sẽ hiện diện ở biên giới, liên minh của chúng ta. Như vậy chúng ta sẽ phải đối phó với một đối thủ có kỹ năng, sức mạnh thực sự và có ý định rõ ràng. Theo ông, NATO không có giải pháp thay thế trong việc tăng cường các khả năng phòng thủ của mình. Hiện hàng chục nghìn binh sĩ đang ở trạng thái sẵn sàng. Nếu có gì xảy ra, họ có thể sẽ được triển khai vào tác chiến trong vài ngày. Đây là một bước tiến lớn, nhưng chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở phía trước. Lưu ý việc Nga đang ngày càng hợp tác với các nước như Trung Quốc và Triều Tiên. Cùng ngày, hãng thông tấn TASS đã dẫn lời Ngoại trưởng nước này là Sergei Lavrov cho biết văn hóa Nga đã bị cấm ở Ukraine. Theo ông, Kiev đã thông qua luật cấm giáo dục bằng tiếng Nga, cấm phương tiện truyền thông có trụ sở tại Nga hoạt động tại Ukraine và các phương tiện truyền thông quốc gia Đông Âu này phát sóng bằng tiếng Nga. Bên cạnh đó, đề cập ý định mà Kiev và phương Tây tuyên bố là biến Ukraine thành thành viên NATO, Ngoại trưởng Nga khẳng định tất cả những điều này phải được từ bỏ. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte cho biết rằng ông đang thảo luận về việc tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine với các bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhóm G7. Vào ngày 19 tháng 10 vừa qua, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte cho biết ông đang thảo luận về việc tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine với các bộ trưởng quốc phòng nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 tại hội nghị được tổ chức tại thành phố Naples, miền nam Italia. Phát biểu trên X, ông Rutte viết rằng rất vui khi được ở Naples với các bộ trưởng quốc phòng G7 để xem chúng ta có thể làm điều gì nhiều hơn nữa để hỗ trợ cho Ukraine, tăng cường sản xuất công nghiệp quốc phòng và thúc đẩy hợp tác với đối tác. Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine cản trở cho việc giải quyết xung đột và trực tiếp khiến cho các nước NATO tham gia vào cuộc xung đột. Các quan chức quân sự cấp cao của Nga đã cảnh báo rằng bất kỳ lô hàng nào có chứa vũ khí cho Ukraine sẽ được coi là mục tiêu hợp pháp của Nga. Cùng ngày cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhóm G7 đã kêu gọi Iran ngừng hỗ trợ cho nhóm Hamas của Palestine, cũng như các đồng minh của nhóm này là Hezbollah ở Liban và Houthi ở Yemen. Trong một tuyên bố chung sau cuộc hội nghị được tổ chức tại thành phố Naples, miền nam Italia, các bộ trưởng G7 đã kêu gọi Iran ngừng hỗ trợ Hamas, Hezbollah và Houthi, tránh việc thực hiện bất kỳ hành động nào có thể gây mất ổn định trong khu vực hoặc dẫn đến leo thang không thể kiểm soát.